Xin chào các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu cho các bác mẫu máy lọc nước Haosing. Hàng này là hàng của Đài, nhập khẩu về Việt Nam qua công ty Haosing Việt Nam nhé. Máy Haosing thì họ sẽ đóng trong một thùng riêng. Đây, thùng đây, thùng máy riêng và vỏ riêng. Đấy. Để tùy khách lựa chọn, khách có thể dùng là để nguyên cả thùng như thế này để ở gia đình, hoặc là chỉ lắp riêng máy ở dưới những vùng hẹp như dưới trạm, những cái bàn bếp các thứ để cho gọn gàng thì cũng đều được hết. Có hai lựa chọn để khách có thể sử dụng cho dễ nhé. Thứ đấy là cái tiện lợi, kể cả những cái máy lọc khác của nhà mình cũng thế. Nếu khách muốn chỉ máy trần để lắp ở dưới trạm bếp hoặc những không gian hẹp cũng được, hoặc là cần yêu cầu cả vỏ máy để ở những không gian mình có không gian thì để cũng thoải mái nhé. Ngoài ra thì còn có cả những cái máy công nghiệp hoặc những bộ thiết bị xử lý lọc đầu nguồn để cho khách xử lý triệt để nước dùng sinh hoạt hàng ngày, xử lý triệt để đá vôi hoặc là các tạp chất nhé. Trước tiên mình đi ngoại thất của vỏ máy trước. Đây đều là kính cường lực, họ in hình rất là đẹp. Đây, ngoại thất thì có thêm chiếc đèn báo này. Vòi thiên nga, các vòi nước thì mình sẽ chưa lắp lên, khi nào vận chuyển đến nhà khách thì mình mới lắp. Vì để tiện cho vận chuyển và đảm bảo là mọi thứ nó hoàn hảo hết. Đây, phần bên trong của máy đây. Đây, tất cả đều có tem housing cả, của công ty housing, họ nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam. Đây. Đấy. Nếu như mà dùng những máy này, nếu mình có thêm bộ lọc đầu nguồn nữa thì càng tuyệt vời, vì còn tùy chất lượng nước của trên địa phương nơi mình sinh hoạt á. Nếu như mà chất lượng nước tốt rồi thì mình chỉ cần máy này thôi, thì những nước sinh hoạt bình thường vẫn sử dụng bình thường. Còn nếu có bộ lọc đầu nguồn thì nó sẽ hỗ trợ mình lọc sạch hơn, thì kể cả những nước sinh hoạt hàng ngày nó sẽ sạch hơn, không phải chỉ riêng nước uống. Đây, bây giờ mình sẽ mở lõi này ra nhé. Đây là phần lõi của lõi lọc thô 123 của máy housing. Lõi số 1 này. Đây. Đây. Đầy đủ hết thông tin nhé. Housing Made in Taiwan, mã QR code này. Đây là lọc thô nhé. Đây là lõi số 2. Lõi này đây. Đấy. Lõi này sẽ là lõi cation. Ở trong nó có các hạt. Những cái hạt này sẽ, khi mà sử dụng những cái hạt ở trong lõi calcium này, sẽ có tác dụng giữ lại hết tất cả các đá vôi, giữ lại hết các đá vôi để làm sạch đá vôi nhé. Lõi số 1 là làm sạch hết cặn bẩn này, mùn các thứ là sẽ làm sạch hết từ lõi số 1. Chuyển qua lõi số 2 sẽ là giữ lại hết các đá vôi. Và lõi số 3, đây là lõi số 3. Này, lõi số 3 có chiều rộng của các khe lõi là 1 micron. Lõi này là lõi than hoạt tính. Lõi này sẽ có tác dụng là làm sạch nước, lọc hoàn toàn những hóa chất ở trong nước hoặc các vi khuẩn có hại còn lại. Qua được lõi số 1 và lõi số 2 thì đến đây họ sẽ làm sạch hết. Đây, là sạch hết nhé. Nhưng mà vẫn chưa qua ba lõi này, vẫn chưa uống được vì sạch hết theo ấy thôi. Chứ còn khi qua lõi 1, 2, 3 xong, nước sẽ qua lõi RO. RO đây. Đây, RO của máy housing. Đây là RO của máy housing. Đây là lõi RO nhé.
RO của hàng công ty họ sẽ đóng cái này, lõi túi bóng ở bên trong họ làm sạch, gần như là họ làm sẽ trong môi trường là vô khuẩn. Rồi sau đó họ còn đóng thêm một lượt vỏ nhựa có nắp đậy. Hơi mờ vào đây. Lượt vỏ nhựa có nắp đậy đây. Để đảm bảo chất lượng tốt nhất dành cho cái lõi. Vì khi nước qua lõi này xong, thẩm thấu qua lõi này xong thì là đã là nước uống rồi. Đấy, khi thẩm thấu qua đây là có thể uống được rồi. Chẳng qua khi mới thẩm thấu qua đây thì nước đang là nước trơ, ta uống sẽ không có vị gì. Uống sẽ không có vị gì cả. Thành ra là khi qua đây nước thì vẫn là nước trơ, chưa có vị gì. Đến khi nước đã qua RO thì từ RO ra để mà uống mà mình thấy có vị ngọt là nước phải qua lõi tạo khoáng ở đây. Là từ nước trơ sẽ qua đây, họ sẽ có một vòi đây. Nếu mà đi thẳng đây là sẽ xuống bình chữ nước ở dưới này, là bình chữ nước. Khi nào khách đến lắp tại nhà của khách thì mình mới bắt đầu lắp bình chữ nước này, mình mới mở ra để mình lắp cho khách và hướng dẫn cách sử dụng luôn. Kỹ thuật nhà mình sẽ hướng dẫn luôn. Này, còn nếu không qua đây thì sẽ qua đây để uống, qua đây, ra đây. Ra đây là thành nước đã tạo khoáng, tức là nước đó có vị ngọt rồi. Uống bổ sung được thêm cả các vi chất cho cơ thể, các loại chất có lợi cho khoáng, có lợi cho cơ thể. Từ đây sẽ lên vòi, vòi trên này. Trên vòi đây. Đây là vòi của máy hát sinh đây. Đây là vòi. Đây là cái vòi xả nước của máy hao sinh. Tức là khi nước uống thì sẽ xả vào vòi này ở lao ở bên trên. Máy này có công suất là 10 lít trên một tiếng nhé. Tức là 1 giờ đồng hồ sẽ làm ra được 10 lít nước sạch. Đây là bộ phụ kiện. Đây là bộ phụ kiện gồm có nước, vòi nước cấp và vòi nước thải. Cái này thì kỹ thuật mình sẽ lắp hết. Kỹ thuật mình sẽ lắp hết, quý vị chỉ việc sử dụng thôi. Đây là phiếu bảo hành đây. Đây nhé. Đây là phiếu bảo hành nhé. Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Housing Việt Nam đây. Là phiếu nhé. Mà nếu mà hàng nhập khẩu bảo hành 1 năm đây, bảo hành 1 năm nhé. Đấy, đấy là toàn bộ những gì của một cái của máy lọc nước Housing. Còn vấn đề lắp đặt, sửa chữa hay là bảo hành thì tất cả đều là kỹ thuật bên mình làm. Trên đây là em giới thiệu sơ qua về dòng máy lọc nước Housing, hàng máy dành cho gia đình nhé. Ngoài ra nhà em còn cung cấp thêm đủ các loại máy lọc nước của Tomato, Sato hoặc là các hàng máy nhập khẩu đủ đủ hết. Nhà em là địa chỉ ở 33 Minh Khai, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Số điện thoại 0912 646 788, 0972 82 9599, 081 453 8658, Facebook và Zalo. Trung tâm điện máy âm thanh xe đạp Khanh Loan.